Ông qua bên kia gọi đi ba. Ông Long Lớn. Ba. Ông Long Lớn, sao hôm nay ông không ăn ở tầng Quy Liên Cát vậy hả? Lát nữa tôi còn phải họp nên cùng lực sĩ qua đây ăn một chút. Ông Long Lớn đúng là rất chăm chỉ, nhưng mà chăm chỉ thì chăm chỉ, nhớ đừng để bản thân mình áp lực quá nghe. Với lại ông Long Lớn nhớ là phải dành ra nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, đừng làm việc vất vả quá. Phải đó ông Long Lớn, nhớ vận động nhiều lên để có một cơ thể khỏe mạnh nha. Mấy thứ này á, ba đều biết hết rồi, không cần mấy người nói đâu. Chúng tôi chỉ là quan tâm ông Long Lớn thôi đó. Phải, ông Long Lớn khỏe mạnh là tầm bảo đội chúng tôi vui nhất luôn đó. Nói rất hay, quan trọng nhất là chúng ta cùng nhau khỏe mạnh, cố gắng làm việc đó nha. Dạ đi rồi. Mấy người làm gì vậy chứ? Mấy ngày nay cứ hãy gặp ba tôi là nịnh bợ tới bến luôn à. Có phải nịnh tới ông Long Lớn rất là vui không? Thông minh lên đi, sắp Tết rồi, tất nhiên phải gây sự chú ý và lấy lòng ông ấy chứ. Phải rồi, vậy thì bao lì xì đầu năm của chúng ta sẽ nhiều tiền hơn đó. Nè, mấy người mới tới đây hả? Bao lì xì Tết của ba năm nào cũng rất ít đó. Mọi người đâu phải chưa nhận qua, sao lại kỳ vọng bao lì xì lớn chứ? Bởi vì gần đây chúng tôi nhận được một tin chấn động đó. Không sai, chú Bình mấy ngày trước vừa nghỉ hưu nói là ba của anh á, mấy năm trước cho ông ấy một bao lì xì lớn lắm. Và bao lì xì đó có tới 5 con số lận đó. 5 con số? Là thật hay giả vậy? Phải đó, chú Bình lúc nhận được cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng mà suy nghĩ lại có thể là giai đoạn trước ông ấy biểu hiện rất tốt, khiến cho ông Long Lớn phải nhìn bằng con mắt khác, cho nên đã cho ông một bao lì xì lớn. Không thể nào, nếu nhân viên có biểu hiện tốt thì sẽ nhận được bao lì xì lớn. Bộ phận vệ sinh chúng tôi bao nhiêu năm nay đều chưa nhận thì qua. Thì đó, lì xì của ông Long Lớn chỉ để gạt người ta thôi. Ông từng để mấy cái phiếu giảm giá của Bách Quá Quy Long vào bao lì xì, ông ấy mặt dày dữ lắm. Tôi không tin ông ấy sợp như vậy, lì xì tới 10.000 đô cho người ta sao? Chắc là ông Long Lớn đổi tính rồi thì sao? Với lại á, tầm bộ đồ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Nè, có phải không? Cái đó là cái gì vậy? Đồ bịt mắt điện tử. Chúng tôi biết được ông Long Lớn dạo này mất ngủ. Sản phẩm công nghệ cao này sẽ phát ra âm nhạc tần số thấp, khiến cho một người ngủ một cách thoải mái dễ chịu. Tặng cho ông Long Lớn, ông chắc chắn sẽ rất là thích cho coi. Nhớ là phải lấy danh nghĩa của tầm bảo đồ chúng ta mà tặng đó. Tất nhiên rồi. Bao lì xì còn chưa nhận được nữa mà đã phải mất máu trước rồi. Chúng tôi nhiều người góp tiền vô mà, đây là chuyện nhỏ thôi. Nói chung khi tặng ông ấy xong á, ông Long Lớn thấy chúng ta quan tâm ông như vậy thì bao lì xì lớn đó sẽ thuộc về chúng ta mà thôi. Trời ơi, thì tốt quá. Người nào người nấy đều tham bao lì xì, đúng là vô dụng. Trương Long, nói cho cậu biết, trách nhiệm của chúng ta là phải đảm bảo an toàn cho ông Long Lớn. Cảnh giác mọi lúc, đừng có giống như họ, lúc nào cũng nghĩ tới bao lì xì. Yes sir. Cảm ơn cậu Hào. Trường mặt sắc anh đang mỉa mai chúng tôi hả? Có phải không? Vô ít thôi, mấy người nằm mơ tiếp đi. Đỡ hơn chị không có mơ mà nằm y như con cá mặn vậy. Nghĩ tới bao lì xì lớn. Lì xì lớn, lì xì lớn. Bây giờ anh biết chuyện rồi, tuyệt đối không được nói ra. Nếu không tôi sẽ cắt của anh đó. Được, tôi nhất định sẽ không nói. Phó An Ninh muốn du quan cho đồ bịt mắt của chúng ta, rò rỉ điện muốn giành phần của chúng ta anh trước. Anh Tráng à, may là anh nói cho tụi em biết đó. Em là bạn gái của anh, với lại chị Mary với chị Quần đối xử tốt với anh vậy, anh nhất định phải nói. May là tôi khôn, kêu cậu Tráng nghe ngóng tình hình giùm tôi. Lần này nếu không phải mấy người báo tin, chúng tôi bị Mã Hán hãm hại hồi nào cũng không hay biết. Phải rồi, tôi đừng nghĩ nhiều nữa, tôi lập tức nói cho ba biết, để Mã Hán không lấy được bao lì xì nào nữa. Đừng, chuyện này là Vĩnh nói tôi biết đó, nhưng nếu Mã Hán quyết không chịu thừa nhận, chúng ta lại không thể làm gì được ảnh, và có thể liên lụy tới Vĩnh nữa đó. Nhưng mà chuyện này không thể bỏ qua được đâu. Nếu mấy người muốn trả thù, bộ phận vệ sinh chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Năm ngoái Mã Hán hãm hại chúng tôi một lần, bộ vệ sinh chúng tôi nhất định bắt cậu ta trả hết tiền lì xì cả vốn lẫn lời ra. Còn phải lấy được bao lì xì lớn của ông Long Lớn nữa. Đúng. Ê, không phải lúc nãy mấy chị nói là trước đó cậu không phải nói ông Long Lớn sẽ lì xì nhiều tiền cho nhân viên nào có biểu hiện tốt sao? Nè, lần này phải nghĩ ra cách một mũi tên bắn trúng hai đích mới được. Ở đây chúng ta có nhiều bộ não như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra. Tầm bảo đồ liên kết với bộ phận vệ sinh, Mã Hán chết chắc rồi. Tìm ba hợp gấp như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Nói ba, đi chứ. Tôi còn muốn cho ba một bất ngờ. Hả? Ông Long Lớn. Bất ngờ chưa? Tầm bảo đồ chúng tôi đã chuẩn bị một món quà dành cho ông, hy vọng ông sẽ thích nha. Ông Long Lớn. Đây là cái gì? Ê, tháo ra xem đi ba. Đúng vậy, mà tháo ra xem. Để tôi tháo. Theo như kế hoạch đã định, lát nữa cái ông Long Lớn đeo bịt mắt điện tử vào thì tôi sẽ đi cướp điện, sau đó mình phóng ra dây giờ cứu lấy ổng. Kế tiếp chúng ta đem tặng mấy đồ bổ thiên nhiên chuyên trị mất ngủ cho mấy, chắc chắn được cộng điểm. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Ông Long Lớn à, cái này là muối tắm với lại tinh dầu mùi hoa quải hương, có thể trị mất ngủ á. Đúng đó ông Long Lớn, chúng tôi biết ông thường hay mất ngủ cho nên đã đặc biệt đi khắp nơi kiếm sản phẩm này cho ông đó. Những sản phẩm này đều đã được thử nghiệm bởi người thật chúng tôi rồi. Thấy có tác dụng nên mới dám tặng cho ông Long Lớn đó. Chứ tôi suy nghĩ lâu lắm đó. Đáng lẽ ban đầu tính tặng bịt mắt điện tử cho ông, nhưng mà cảm thấy những sản phẩm thiên nhiên này thích hợp với ông hơn. Sao bọn họ đổi cái khác vậy? Vậy chúng ta không thể phóng ra ngoài nịnh nọt ông Long Lớn được rồi. Ba, ngoài tụi con ra còn có người muốn tặng quà cho ba nữa đó. Ai vậy? Ông Long Lớn, chúng tôi biết ông mất ngủ sẽ khó chịu lắm. Để ông Long Lớn được ngủ ngon hơn, tôi đặc biệt nghiên cứu làm ra mấy loại canh này, đảm bảo ông uống xong là ngủ tới sáng luôn. Tại đó, chúng tôi còn mua rất nhiều đồ bổ chuyên trị mất ngủ cho ông nữa. Tất cả đều là thảo mộc tự nhiên, có ích lại không có hại. Mọi người quan tâm tôi như vậy, cảm ơn mọi người ha. Nè, tại sao mấy đồ bổ của họ giống của chúng ta quá vậy? Bọn họ cướp ý tưởng của mình còn giành trước phần thắng. Chúng ta có nội gián. Có nội gián? Có lẽ là do tôi không cẩn thận nói vài câu gia tráng, nhưng mà chắc là không liên quan đâu ha. Nhất định là chán báo tin cho họ rồi. Mọi người ra ngoài làm việc cầu tài với không cầu khí mà. Có gì không hài lòng thì ba mặt nói rõ một lời đi. Mấy người trước đó bày nhiều trò ra muốn hãm hại chúng tôi, đừng tưởng bây giờ nói mấy câu là có thể coi như chưa có gì xảy ra. Mấy cậu tất nhiên là muốn vậy rồi, nhưng mà phòng an ninh các cậu xảo quyệt như vậy, lỡ xoay lưng cái hãm hại chúng tôi nữa thì sao? Đừng có nhìn tôi, dù tôi chịu thì họ cũng không có đồng ý đâu. Thực ra chúng ta đấu qua đấu lại như vậy cũng có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta chỉ là muốn nhận được bao lì xì lớn của ông Long Lớn mà thôi. Hay là chúng ta cùng nịnh nọt ông Long Lớn, sau đó chia bao lì xì ra, như vậy không phải càng tốt hay sao? Năm ngoái cậu hại chúng tôi thê thảm như vậy, tôi không thể bỏ qua được. Năm nay phải hại cho mấy cậu thê thảm mới thôi. Thực ra năm ngoái là hiểu lầm thật đó. Chúng tôi chỉ muốn lập công trước mặt ông Long Lớn thôi, không nghĩ là sẽ hãm hại bộ vệ sinh mấy chị đâu. Long Cảnh Phong, tôi muốn nói một câu. Các anh hãm hại bộ phận vệ sinh là hiểu lầm. Vậy còn tầm bảo đồ chúng tôi thì sao? Các anh quậy tầm bảo đồ chúng tôi đó. Thì đó, các anh không dèm pha chúng tôi, làm sao mà nâng cao bản thân mình được chứ? Các anh đã có mưu đồ xấu ngay từ đầu rồi, lòng dạ hiểm độc. Phải đó, còn tưởng con người Trương Long rất chính trực, ai ngờ là đạo đức giả. Nói cho Rebecca biết mình đúng đó. Được, xin lỗi mọi người, là chúng tôi không đúng. Nè, tôi ở đây cam đoan với mọi người, phòng an ninh chúng tôi sẽ không giở trò nữa. Mọi người đừng làm lớn chuyện giùm tôi nha. Quá trễ rồi, bây giờ bao lì xì là chuyện nhỏ, giáo huấn mấy cậu mới là chuyện lớn đó. Cậu đừng tưởng là tầm bảo đồ và chúng tôi dễ ăn hiếp như vậy. Đúng vậy. Được thôi, vậy là không còn gì để nói tiếp nữa. Phòng an ninh chúng tôi đông người, khỏe mạnh nữa, giở mặt với chúng tôi thì mấy người thua chắc rồi. Nè trời, mấy người muốn lấy lòng ông Lục Lớn chứ gì? Chúng tôi sẽ để cho mấy người phải nhận lỗi trước mặt ông ấy nha. Còn nữa, không phải chỉ mình anh biết đập bàn. Ba người các anh đó hả? Đợi chị Quang đi, chúng ta đi. Đi. Đợi mà coi. Mấy anh đợi đó. Để coi ai gặp quả. Thì là anh đó. Đi.